Xin chào các bạn, Học văn chị Hiên đã quay trở lại rồi đây. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang bài học đánh vần và ghép vần với chữ cờ nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Chắc chắn là các bạn vẫn nhớ chữ cờ của chúng ta được viết như thế nào đúng không? Trên màn hình của chị bây giờ chính là hình ảnh của chữ cờ đó. Bây giờ, các bạn hãy cùng đọc theo chị nhé. Cờ. 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 Sau khi đã nhớ lại về hình ảnh và cách đọc chữ cờ, thì chúng mình sẽ chuyển qua phần đầu tiên trong bài học ngày hôm nay, chính là tập đánh vần và ghép vần. Đầu tiên, chị có chữ cờ ghép với chữ A, chúng ta sẽ đánh vần như sau. Cờ A ca. Cờ A ca. Cờ A ca. Tiếp theo, chữ cờ khi ghép với chữ O sẽ được đánh vần là cờ O co. Cờ O co. Cờ O co. Chữ cờ khi ghép với chữ ô sẽ được đánh vần như sau. Cờ ô cô. Cờ ô cô. Cờ ô cô. Tiếp tục, khi chị có chữ cờ mà ghép với chữ ơ sẽ được đánh vần là cờ ơ cơ. Cờ ơ cơ. Cờ ơ cơ. Chữ cờ khi ghép với chữ u sẽ được đánh vần là cờ u cu. Cờ u cu. Cờ u cu. Chữ cờ khi ghép với chữ ư sẽ được đánh vần là cờ ư cư. Cờ ư cư. Cờ ư cư. Sau khi đã cùng nhau học xong cách đánh vần và ghép vần thì chúng mình sẽ chuyển qua phần luyện tập nhé. Bây giờ các bạn hãy nhìn lên màn hình và cùng đọc theo chị theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu đọc cùng chị nào. Cờ A ca. Cờ A ca huyền cà. Cờ A ca sắc cá. Cờ A ca hỏi cả. Cờ A ca ngã cã. Cờ A ca nặng cạ. Cờ O co. Cờ O co huyền cò. Cờ O co sắc có. Cờ O co hỏi cỏ. Cờ O co ngã cõ. Cờ O co nặng cọ. Cờ ô cô. Cờ ô cô huyền cổ.
Cờ ô cô sắc cố. Cờ ô cô hỏi cổ. Cờ ô cô ngã cỗ. Cờ ô cô nặng cộ. Cờ ơ cơ. Cờ ơ cơ huyền cờ. Cờ ơ cơ sắc cớ. Cờ ơ cơ hỏi cỡ. Cờ ơ cơ ngã cỡ. Cờ ơ cơ nặng cọ. Cờ u cu. Cờ u cu huyền cù. Cờ u cu sắc cú. Cờ u cu hỏi củ. Cờ u cu ngã cũ. Cờ u cu nặng cụ. Cờ ư cư. Cờ ư cư huyền cừ. Cờ ư cư sắc cứ. Cờ ư cư hỏi cử. Cờ ư cư ngã cữ. Cờ ư cư nặng cự. Vậy là chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong phần thứ 2 của bài tập ngày hôm nay rồi đó. Các bạn đã có thể đánh vần và ghép vần với chữ cờ chưa nào? Hãy theo dõi lại bài học ngày hôm nay thật nhiều lần để có thể đánh vần và ghép vần với chữ cờ một cách thành thạo hơn nhé. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.